Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Đào Nhật Vũ 26 tuổi, Nguyễn Phi Hùng 41 tuổi, Đào Viết Thanh 26 tuổi và Trần Minh Tùng 22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó các đối tượng này đã mang nhiều dầu nhớt chứa mắm tôm sơn đỏ đến ném vào nhà một người dân khiến cả khu phố hoang mang lo lắng. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 29 tháng 7, bốn đối tượng trên mang theo nhiều bịch và bình chứa dầu nhớt trộn với mắm tôm và sơn đỏ đến ném vào nhà anh Hà Văn Trung ở tổ 22 ấp Vườn Dừa, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đến hiện trường điều tra xác minh. Bước đầu ghi nhận hàng chục mét vuông tường và cửa cùng 330 chiếc áo học sinh chuẩn bị bán bị chất bẩn dính. Thiệt hại bước đầu ghi nhận khoảng gần 50 triệu đồng. Đến chiều qua, cả nhóm đối tượng này bị lực lượng công an thành phố Biên Hòa bắt giữ khi đang lẫn trốn tại địa phương. Bước đầu các đối tượng khai nhận có người nhờ đến nhà anh Trung để đòi nợ số tiền 750 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 3 lần đến nhà gây sức ép nhưng vẫn không thể tìm được anh Trung, nên bọn chúng đã ném chất bẩn vào nhà, uy hiếp đòi nợ.